Hello, xin chào cô chú anh chị đã trở lại với video của em nha. Thì đầu tiên thì cô chú anh chị hãy đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Cái đăng ký kênh nó nằm bên góc màn hình phải của cô chú anh chị đó. Giờ để tiếp tục video hôm nay thì em sẽ gửi đến cô chú anh chị bộ cái xin nha cô chú anh chị. Rồi. Mời cô chú anh chị theo dõi video của em. Đây, trước mặt ta là con cái xin nha các bạn. Đó, cái xin mà là đang ôm con đực kem nha các bạn. Con kem này được 15 ngày tuổi rồi nha các bạn. Đó. Bầu sữa là hết biết không? Con này nó cũng mát sữa lắm các bạn. Đó, tàn đây. Phun tàn thì khỏi chê đó. Bầu sữa thì khỏi khỏi nói, xích vai con đó, sáng sáng qua cho người ta dễ nhìn, cây màu đỏ mặt luôn nghe cô chú anh chị đó. Sấy tích thì nghiêm chỉnh đó, sấy đầu đây, sấy lưng nè. Đó. Rúng yếm rồi, rúng chiền luôn nha, chân móng hoàn thiện. Đó. Hồi vú hết biết, đang ôm con đực kem được 15 ngày tuổi nha cô chú anh chị. Phun tàn. Đó. Con đực kem đây, anh đực kem đây được 15 ngày tuổi đây đó. Bộ mẹ con này mình báo giá là 35 triệu nha các bạn. Rồi cô chú anh chị nào thấy ưng thì hãy liên hệ trực tiếp trên số điện thoại em để trên màn hình nha. Số điện thoại của em là 0378 224 523 đó. Cô chú này anh chị nào ở xa thì mình sẽ hỗ trợ tiền xe là trong vòng bán kính là 50 cây số nha. Còn ấy, cô chú ngoài tỉnh thì phụ tiền vô để đưa về. Còn cô chú anh chị nào mà trong vòng bán kính 50 cây số thì mình sẽ bao xe về miễn phí nha. Đó, còn xa hơn thì phụ nhau mà để đưa bò về. Đó. Đây con bò F1 cô chú anh chị mình đăng bữa hôm đó. Mình đăng bữa trước là bữa sau là người ta đã bắt rồi. Cái này con này mình bán rồi nha. Con này thì tại vì chủ người ta cũng sắp xếp tiền chưa kịp đó, người ta cọc mình rồi, chứ bữa đó mình đăng là bữa sau là người ta đã bắt rồi, nhưng mà người ta kẹt tiền á, người ta đang sắp xếp tiền cho nên người ta gửi lại mình mấy bữa cho đến ngày nay, chắc cũng được 2-3 bữa rồi, chắc có thể ngày mai người ta bắt rồi đó. Con này mình bán với giá là 34.500.000 nha các bạn. Đó, mình đã bán xong rồi. Đó, rồi rồi xin chào cô chú anh chị nha, mình kết thúc video đây nha. Rồi.